Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, những cơn mưa dông của gió đông nam ẩm vẫn tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh miền Bắc trong đêm qua và cả sáng nay. Vì thế lúc này, miền Bắc vẫn có được thời tiết mát mẻ với nhiệt độ hiện tại ngoài trời chỉ khoảng từ 24 đến 26 độ. Trong ngày hôm nay, giải hội tụ nhiệt đới với gió đông nam ẩm vẫn hoạt động, nhưng vùng tác động chính là ở khu vực phía đông bắc bộ. Vì thế, ở khu vực này trong ngày hôm nay vẫn có mưa nắng gián đoạn. Nền nhiệt ngày giao động trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Với các tỉnh, thành phố ở khu vực phía tây bắc bộ, gió đông nam trong ngày hôm nay không ảnh hưởng nhiều. Vì thế, trời nắng ráo, nhiệt độ ngày cao từ 32 đến 34 độ. Đến tối và đêm nay, cả miền Bắc sẽ có mưa rào và dông trở lại. Những cơn mưa dông này sẽ có xu hướng gia tăng đáng kể. Vì dự báo từ ngày 8 tháng 6 trở đi, giải hội tụ nhiệt đới sẽ hoạt động mạnh hơn. Nó sẽ tạo ra một đợt mưa to diện rộng ở Bắc Bộ trong giai đoạn từ ngày 8 đến 13 tháng 6. Giải hội tụ và gió đông nam ẩm cũng tác động đến khu vực miền Trung nhưng không mạnh như ở các tỉnh thành phố Bắc Bộ. Trong khoảng thời gian từ nay đến chiều, cả 14 tỉnh thành phố ở Trung Bộ, dọc từ Thanh Hóa trở vào tới tận Bình Thuận sẽ vẫn có nắng gián đoạn, một vài nơi có mưa nhưng không nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Trung Bộ dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Sau đó, đến chiều và tối nay, ở Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa dông dạng nhiệt. Còn ở vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, có mưa do gió mùa Tây Nam với diện mưa ở mức rải rác và những cơn mưa này sẽ kết thúc trước 21 giờ tối. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam, nên chiều và tối nay cả hai khu vực vẫn chủ yếu có mưa nhiều nơi với nhiều điểm mưa to, có nơi mưa rất to và có thể có dông mạnh. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ về tố lốc và gió giật nên người dân cần hết sức lưu ý. Do mưa đến sớm nên thời tiết trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam khá mát mẻ. Ở Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp ở khu vực Bắc Biển Đông, trong ngày hôm nay ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, ở khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.